huy chương vàng này, huy chương bạc này, huy chương đồng này. Có bao giờ các bạn là một huấn luyện viên yoga, bạn thi đấu các giải thi đấu yoga thì chúng ta đều mong muốn mình giành huy chương, đúng không các bạn? Vậy thì giành huy chương thì không phải là, chắc là tôi tin chắc là sẽ có nhiều yếu tố để ảnh hưởng điều đấy. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng lắng nghe xem câu chuyện là vừa là một vận động viên đã từng giành huy chương vàng các giải thi đấu yoga tại Việt Nam, vừa là một trọng tài đang cố vấn rất nhiều các huấn luyện viên. Vậy thì ngày hôm nay sẽ cùng xem là huấn luyện viên Ngọc Anh, trọng tài Ngọc Anh chia sẻ xem là có mẹo nào để giúp cho mọi người có thể dễ dàng lấy huy chương được không ạ? Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì Ngọc Anh thì cũng trước đây thì cũng đã từng là một huấn luyện viên, cũng đã từng là một vận động viên và tham gia được vào một số những giải thi đấu quốc gia và cũng đạt được huy chương. Và thì tất nhiên là sau khi mà mình rất là nhiều lần mình thi đấu và có huy chương rồi, và sau đấy thì cũng dẫn dắt rất là nhiều người, thì Ngọc Anh cũng biết được là cũng đúc rút được ra một cái gọi là quy trình bí quyết bí kíp để khiến cho các vận động viên khi mà mình đăng ký đi thi thì mình sẽ có huy chương. Có huy chương hay là dễ dàng có huy chương hoặc cơ sẽ hội là có cơ hội, nghĩa là sẽ gia tăng hơn tỷ lệ cơ hội có huy chương, bởi vì đương nhiên rồi, không thể là 100% đi thi và cứ nói rằng là đi áp dụng theo công thức này thì có thể có huy chương được ngay, thì 100 người áp dụng thì 100 người có huy chương hết thì cũng không đúng. Nó sẽ là gia tăng cái cơ hội được nhiều hơn. Thì ở bất kỳ một cái cuộc thi nào thì cũng giống như là các cụ xưa thì vẫn có câu rằng là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì khi mà chúng ta tham gia một cái cuộc thi nào đấy thì yếu tố quan trọng nhất số 1 đó là chúng ta phải hiểu là cái sân chơi của mình, là mình, cái cuộc thi này là mình sẽ thi với những ai. Đấy, mình sẽ thi, nó sẽ có những cái giải thi đấu, có nhiều giải thi đấu, và có những giải thi đấu thì là quy mô nhỏ, sẽ chỉ có những vận động viên ở để gọi là giải nghiệp dư đấy à? Đúng rồi, đấy, những vận động viên gọi là mới, những người mà mới tập luyện hay là chưa chuyên nghiệp chẳng hạn, thì là không chuyên thì là chúng ta tham gia những cái giải đấy thì nó sẽ cái những cái người mà tranh đấu cùng với ta chúng ta thì họ sẽ ít hơn và nó sẽ dễ dàng hơn. Thế còn những cái giải lớn hơn thì chắc chắn rằng là đối thủ là những cái người thi cùng với mình ấy, thì sẽ có nhiều người tùy theo cái cấp độ. Thế thì khi mà chúng ta quyết định tham gia một cuộc thi nào đấy thì yếu tố đầu tiên là Ngọc Anh luôn luôn nói với các vận động viên của mình, đó là phải hiểu được cái cuộc thi này là mình sẽ thi cùng với những ai và quy mô của nó như thế nào. Giống như tháng sau là có như là một giải gọi là Festival Yoga dành cho các bạn kiểu như là nghiệp dư, đúng không? Gọi là mới tham gia. Còn giải vô địch quốc gia thì dành cho những tuyển thủ gọi là lâu năm rồi, đúng không nhỉ? Đúng rồi, thường là như vậy. Thế còn giải yoga thế giới thì chắc là tầm cỡ thế giới, đúng không? Thì nếu mà bạn lần đầu thì bạn cứ thi giải thế giới kiểu gì chả không có huy chương. Thì đó, đấy cũng là cái vấn đề, đó là nhiều người là khi mà mình quyết định đi thi thì mình không biết được rằng là cái giải mà mình đăng ký này nó là quy mô nó như thế nào. Thành ra là cái sân chơi đầu tiên, cái trận chiến đầu tiên mà bạn tham gia thì bạn tham gia đúng vào một cái sân chơi lớn quá. Và nó làm cho mình bị mất ý chí, đúng rồi. Tốn nguồn lực nữa. Nhưng mà mình đâu có biết là những cái người bạn đi thi cùng với mình là họ cũng đã được rèn giũa qua rất là nhiều cuộc thi rồi. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên, đó chính là phải biết mình biết ta là mình tham gia vào cuộc thi nào. Và yếu tố số 2 nữa mà nhiều cái yếu tố này là yếu tố rất 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 quan trọng và cần thiết trong bất kỳ một ai khi mà mình muốn đi thi, đó chính là chúng ta phải hiểu cái cuộc thi này luật thi đấu nó như thế nào. Vì chúng ta không thể ra sân thi đấu khi mà mình không biết là cái cuộc chơi này, cái trò chơi này nó có cái quy tắc như thế nào. Vì là nếu mà bạn không, cho dù bạn có rất là cẩn thận, bạn có rất là tài năng, bạn có đi xe, lái xe rất là giỏi, nhưng mà nếu như bạn không học về luật giao thông thì chắc chắn bạn ra đường bạn sẽ bị bạn sẽ bị vi phạm. Thế nên là việc hiểu luật thi là rất quan trọng. Thì cái yếu tố này là Ngọc Anh thấy rằng vẫn còn có khá nhiều vận động viên khi mà đi thi là vì mình chưa biết cái luật thi đấy, chưa biết cách nào để chấm điểm. Vậy thì phải học luật thi đấu, đúng không? Đúng rồi. Mình biết. Thì nhiều bạn cứ bảo là em biểu diễn đẹp như vậy, tại sao em lại chẳng có điểm nào? Đúng không? Còn bị không điểm, giống như là thi văn và là làm văn mô tả cái cây, ông ấy chuyển sang mô tả cái ngôi nhà đấy. Đúng rồi, vì là trong cái hành trình mà làm trọng tài ấy, chấm thi thì đã rất nhiều lần Ngọc Anh bị có nhiều thí sinh lên kiện vì tại sao là cái bài thi của em như thế này mà so với bài kia mà mình lại không được huy chương, trong khi cái bài của bạn kia thì nó rất là đơn giản mà nó lại được. Thì cái quan trọng đây nó là các bạn thi đúng luật. Giống như là bạn đá bóng thì phải đi dùng chân, còn nếu đúng mà xuân sang bóng bầu dục thì mới dùng tay được, đúng không? Đúng, chính xác đấy. Thì cái yếu tố này là yếu tố rất quan trọng, là chúng ta phải có hay là hiểu rõ luật lệ của cuộc thi. Thì
Và cái yếu tố tiếp theo là yếu tố số 3 để khiến cho các bạn khi đi thi thì có thể gia tăng được cái tỷ lệ kết quả có được huy chương, đó chính là vẫn là phải là sự rèn rũa của bản thân. Tức là chúng ta cũng không thể là, tất nhiên là chúng ta biết rằng là cái việc đi thi này là mình thử thách bản thân mình, trải nghiệm là một cuộc trải nghiệm. Nhưng mà nếu mà ta thực sự thờ ơ với nó và không dành cho nó được đầy đủ thời gian, hoặc là không đặt cho mình một cái mục tiêu rõ ràng trong cái hành trình đi thi này, mà chúng ta cứ chỉ gọi là đăng ký rồi đi thi cho vui đến thì đúng rồi, thì tất nhiên rằng là cái kết quả của chúng ta nó sẽ không thể được bằng những người mà người ta đổ mồ hôi công sức để tập luyện hàng ngày. Nên là vẫn cần phải đầu tư thời gian để rèn giũa bản thân thì mới có thể là có gia tăng được tỷ lệ có huy chương. Nhiều cái môn quan trọng. Nhớ trước là thi ủ su, mình phải luyện tập đến 3 năm trời, sau đó thì sư phụ mới cho bắt đầu đi thi đấu, đúng không? Đúng gọi rồi. Là lọc bao nhiêu năm, gọi là luyện quân ấy. Thông thường thì trong cái hành trình mà huấn luyện cho các vận động viên đi thi của Ngọc Anh thì cũng có những, tất nhiên cũng sẽ có những bạn vận động viên rất là đột biến, tức là họ có thể là xuất phát với yoga là một cái trang giấy trắng, nghĩa là có thể lúc đấy là mới chỉ vận động tập luyện được một vài những động tác cơ bản, gọi là cơ bản thôi. Thế nhưng mà dành nghiêm túc 2 tháng thực sự nghiêm túc cho cái việc rằng là mình muốn rèn luyện để đi thi thì cuối cùng là các bạn cũng có những huy chương vàng. Đấy, thì đấy là đấy có phải được gọi là lớn, gọi là trường hợp của ăn may không? hay là thiên thời địa lợi? Các bạn ấy cũng đúng rồi, nó là thiên thời địa lợi, nó là nhiều yếu tố. Tức là ít nhất nhưng quan trọng nhất là bạn ấy cũng rất là nỗ lực. Đấy thì nó mới đạt được kết quả như vậy. Đấy. Nghĩa là dành thực sự ra khoảng tầm 2 tháng cho cái việc gọi là việc tập luyện để đi thi. Có trường hợp người nào mấy năm mới được huy chương? Cũng có đấy. Cũng có, bởi vì là huy chương thì trong một cái cuộc thi thì nó trong một cái giải thi đấu thì không thể là 10 người đi thi hay là 100 người đi thi thì cả 100 người có huy chương được, thì sẽ có người có, người không, thì đương nhiên là cũng sẽ có những người là họ cũng phải dành rất nhiều thời gian thi giải sau nữa. Đúng rồi, nhưng mà thường thì cũng không đến nhiều năm đâu, vì trong hoặc là họ bỏ luôn hoặc là họ cố gắng. Đúng rồi, vì thực tế là chúng ta cứ đi thi một lần, lần thứ hai là chúng ta đã có những cái kinh nghiệm nhất định rồi mà, thì chắc chắn là đi thâm niên đúng rồi, thì là khi chúng ta đi thi những giải sau thì tỷ lệ có cái kết quả nó sẽ thường là có luôn đấy. Còn một cái còn một cái yếu tố nữa, một cái yếu tố cũng quan trọng nữa, đó là khi mà mình đi thi ấy, để gia tăng được cái tỷ lệ có cái kết quả thì chúng ta cũng nên tìm cho mình một người cố vấn. Người cố vấn ở đây ấy, có thể là đôi khi nó cũng không phải là huấn luyện viên mà đang dạy các bạn hàng ngày. Bởi vì là huấn luyện viên của chúng ta thì họ sẽ chỉ là những người có thể là hướng dẫn cho chúng ta về các tư thế, những cái asana tập luyện hàng ngày đúng định tuyến, hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta vào các tư thế thôi. Nhưng mà để mà có thể cố vấn cho chúng ta, để chúng ta có thể đi thi được mà trăm trận trăm thắng được, thì ít nhất cái người đấy người ta cũng phải có những cái kinh nghiệm nhất định. Ví dụ như là họ cũng phải có những cái trải nghiệm của một vận động viên. Đấy, họ cũng đã phải từng là những vận động viên và họ đi thi thì họ trải nghiệm được cái cảm xúc của những vận động viên đấy thì họ mới có thể truyền lửa được cho cái vận động viên, cho cái thí sinh này. Thế, hoặc là yếu tố tiếp theo gọi là ông bầu đấy. Đúng rồi. Đấy, hoặc thêm nữa là đôi khi có thể là họ cũng có nghiệp vụ về trọng tài, ví dụ họ có những cái kiến thức về luật, họ hiểu rõ về luật thi đấu thì họ sẽ cố vấn được cho các bạn cái cách để bạn lựa chọn những cái bài thi, những cái tư thế, những cái loại thể loại thi để thi được vào những cái giải thi đấu phù hợp với cái năng lực của mình. Thì đấy là những cái yếu tố mà Ngọc Anh thấy rằng là nó cũng rất là hữu ích, mà nếu như các bạn áp dụng theo thì có thể là sẽ gia tăng được tỷ lệ có được huy chương khi mà đi thi. Ngọc Anh được mấy cái rồi? Thừa cũng không nhớ đâu, bởi vì là nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà thi mấy lần? Thi nếu mà tính cả các cái giải nhỏ nhỏ như kiểu festival thì nó chắc là nó cũng phải rơi đến 4-5 lần gì đó. Sao thi nhiều thế? Tại vì thực tế ra là mình tuổi trẻ mà, mình vẫn còn muốn cống hiến. Thứ nhất là mình cũng muốn rằng là khẳng định bản thân mình, thử thách. Bởi vì thường là cứ qua một cái cuộc thi ấy, thì con người ta trưởng thành rất là nhiều. Vì khi mà mình đến với một cuộc thi là mình sẽ có rèn luyện về cái ý chí, rồi sự kiên trì. Đấy, ý chí cái việc là nhiều khi tập cũng muốn bỏ cuộc cái thi gì. Thế xong rồi đến sân thi đấu thì nhìn thấy các vận động viên khác họ cũng làm tốt, mình cũng bị nản chí, thì mình được rèn luyện về ý chí nữa. Thế và cái bản lĩnh đứng ở trước đám đông và thể hiện mình. Thế nên là những cái giải thi đấu, đặc biệt là những cái năm mà còn trẻ thì là giờ có tuổi ra. Những cái năm mới vào nghề thì cũng rất là nỗ lực đi thi. Cũng có đấy. Một cái rất là hay vừa rồi đó là bốn cái cơ bản để chúng ta có được cái lộ trình.
từ việc là nghiên cứu về luật này, thứ hai là cũng phải quan sát những người thi với mình, đúng không? Cuộc sống mình phải nhìn vào mình và nhìn những người xung quanh. Mình cũng phải là có cái sự cố gắng bản thân mình và chắc chắn tìm cho mình người cố vấn trên hành trình của mình, nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Và vừa rồi Ngọc Anh nói là thi rất nhiều các cái giải khác nhau, thì tôi tin chắc rằng là cái quá trình thi này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp công việc của mình, đúng không mọi người? Đúng không Ngọc Anh? Đúng rồi. Nó gia tăng thêm giúp mình công việc mình phát triển nhiều hơn, đúng không? Đúng. Thì nếu các bạn quan tâm đến nội dung đấy thì xem tiếp nội dung tiếp theo. Ngay bây giờ tôi sẽ phỏng vấn Ngọc Anh là xem là việc thi đấu yoga như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho kỹ năng giảng dạy yoga của chúng ta như thế nào, đúng không ạ? Hãy xem tiếp video ở bên dưới nhé.